Linh chào mọi người nha. Bây giờ tối rồi thì bây giờ Linh sẽ rất là muốn đi ăn lẩu ở Đà Lạt. Thì Linh sẽ giới thiệu cho mọi người một cái địa chỉ là số 10 Khe Xanh. Ở đây là có một món lẩu mà đặc biệt ở đây là nó dân dã lắm. Mọi người đi với Linh nha. Quán có tên là Tiệm Lẩu Nhớ nha. Mọi người đi với Linh nha. Thật sự ra cái đường đó mà tới cái địa điểm này á, thì nó cũng rất là dễ tìm ở Khe Xanh thôi, nhưng mà cái quán để mình vào á, thì nếu như mà bạn nào mà đi xe máy á, thì sẽ dễ đi hơn. Còn xe hơi á, như là 4 chỗ thì các bạn có thể chạy thẳng vào đây được, chứ mà xe 7 chỗ á, hoặc xe to to như bán tải á, thì mấy bạn sẽ đậu ở phía ngoài nha, rồi mình sẽ đi bộ vào đây. Từ cái cổng của cái quán á, là mình phải trò đây thêm mấy chục mét, chắc cả trăm mét á, mình đi bộ nửa xuống nữa. Trời, đường xuống dốc lắm mấy bạn. Nếu như mà xuống không được á, mà đau chân hay gì á, thì mấy bạn có thể nhờ quán á, có một cái bạn đó, bạn ấy chạy xe máy thì bạn ấy có thể là chở mình thẳng xuống quán luôn nha. Cái đường mà xuống đây cũng không có dài nha, đúng 100 mét, chắc là đúng 100 mét á, nhưng mà nó hơi dốc xuống nha. Và mình tới quán rồi coi nha. Từ mình nhớ nha. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Dạ, mình vào chỗ. Cái mỏ 25 cái. Dạ. Đường đi xuống khó quá hả? Dạ. Bất kể hết. Rồi đó, hơn 100 tuổi rồi hả? Cái căn nhà này là căn nhà đất như chị nói, là hơn 100 tuổi rồi. Lát nữa lên sẽ ngoài cho nó lại. Bây giờ đảm bảo mình sẽ không có một cái kỹ thuật mà đóng nhà bằng gạch tắp lô như vậy. Mọi người cứ lại chờ đi. Hồi đó là cái cát, hồi đó sẽ là cái cát thô to cũng như vậy đó, nó có trộn rơm dạ. Đúng ngày xưa đúng không? Ở trong bên trong nó là gạch tắp lô, là cái gạch to đúng như thế này nè. Đi thì là mình dạng như dạng xi măng chứ không giống không giống thế này. Mọi người lại coi thử coi đúng không? Xem ra. Chỉ tốt hả? Được tốt gì nha. Thế như chị nói á, là chị chủ quán đây chị nói là cái nhà này là hơn 100 tuổi rồi. Là sao mấy đứa? 100 tuổi là sao? Khoảng bao nhiêu lâu? Một thế kỷ. Không hiểu sao nhà nó biết mình nói được tiếng Anh thì mấy cái này thì chị về coi vô xem thôi. Rất là xinh. Dễ. Đúng rồi, khách tự pha thôi, còn không nhu cầu của khách ăn sâu. Ở đây là gia vị nêm, ở đây là gia vị nêm của quán nè mấy bạn. Giống như là ở đây nó sẽ có nước mắm hoặc là muối chanh, muối ớt chanh nè, ớt hay là nước mắm, tỏi nè, để cho mấy bạn tự pha nước mắm của mình á. Ở đây có nước mắm là mấy chị pha rồi nè. Hành nè. Ôi ý chết bưởi kìa. Cái này, ba cái này. Trời ơi bông bưởi. Trời ơi nó thơm kinh khủng khiếp. Đây có bưởi nha, bưởi thiệt nha, phải bưởi. Bưởi giả tạo nha mọi người, đây là bông bưởi nha, thơm không? Bưởi mà pin. Thơm. Thơm ha. Thơm. Tâm ơi. Tâm ra đây hửi bông bưởi nè. Nè thấy cây bưởi không? Đây cho hửi bông bưởi nè. Bông bưởi thơm lắm nè, ngửi thử đi nè, đây nè, đây nè. Nè tôi xin hửi nè.
ngửi thử coi, con ngửi thử coi. Ông thơm cái nhỉ? Ừ thơm á. Đấy là chắc mấy bạn sẽ không có biết cái quầy rau này á, là mấy bạn tự tới tự lấy rau nha, thích ăn cái gì lấy cái đó. Khi mà trên vàng này hết là mấy chị sẽ mang ra để cho nó phun rau lên đây nha. Mình có các loại rau để ăn lẩu, với lại là nước mắm á là mấy bạn tự pha nha. Mình pha ở đây luôn, có chén đĩa dưới này mình có thể tự lấy và tự pha. Cái đó hành lá. Em ăn với siêu khô. Bà con rất là bận rộn lấy rau. Rau ở đây là lấy là mấy bạn là muốn lấy là rau nào mình thích là mình lấy nha. Mấy bạn thấy lên thở ra khói không? Thật ra là trời nó không lạnh lắm mà lên đây là nó chuyện ra khói luôn nha. Bếp của mấy chị là nằm hướng bên kia. Đặc biệt là mấy chị có làm một cái lửa để cho mình hơ cho nó ấm ha. Cái view của mình đó là theo thực đơn ở đây là cái lẩu này nó là nhiêu ta? Ý rồi. Nhiêu em? 59. Nhiêu? 59. 59 ngàn là cái nước lẩu này nè, cái nước dùng này là mình có hai nhân mình có thể chọn nha. Rồi, còn cái rau là mình tự chọn như hồi nãy Linh nói nha. Còn là những cái món ăn này, những cái món ăn mà thả lẩu thì mình sẽ lựa chọn ở trong menu á. Thì ví dụ như một món này là mấy chục ngàn nè. Đây cũng mấy chục. Thì topping đó thì mấy bạn tự chọn luôn cho mình để thả lẩu nha. Giá nó sẽ dao động từ mấy chục. Hồi nãy là Như Quang kêu là ở bên này là gì ý? Nó chỉ có hai loại, một loại cây và loại không cây. Cái thể loại này là tứ xuyên. Tứ xuyên, còn bên này là gì? Hai cái đều là tứ xuyên, một bên có ớt, một bên không ớt. À bên này thì Linh có thấy, à nó cũng là tứ xuyên nhưng mà một bên cây và một bên không cây đúng không? Thì không biết cái vị nó như thế nào. Một bên cây, một bên không cây là bên nào? Mình có thể xin thêm nước dùng. Màu nâu là biết rồi. À, giống như cái này là tim nè. Tim heo nè, nãy Linh có kêu tim heo. Cái này là tàu hủ kỳ. Cái này là sụn heo. Hey bro. Thơm, thơm tiêu á. Cái vị này Linh vừa mới nếm xong là nó thơm tiêu đó nha, mà cay nha. Rất cay. Cái bên này thì phim. Linh chưa có nếm, Linh nếm bên kia thôi nhưng mà cay vậy nha, con nít chắc ăn không nổi đâu. Chưa xôi, chưa xôi bà con, từ từ. Vậy bây giờ tụi con nhận đây, lát nữa cái gì tụi con ăn. Ủa vậy là mình ăn mì gói đúng không? Mã cơm mì gói á. Như là cái tàu hủ kia này là thấy mấy chị đã chiên rồi nha, chứ không phải giống như mấy cái tàu hủ kia mà mỏng mỏng kia, mà cái này thì chị đã chiên lên rồi. Cho bỏ vào cái cây bên mà. Ủa biết ăn cây gì vậy? Như là coi lại thực đơn đó. Không có nóng. Bạn ơi bạn, mẹ nhìn lại thực đơn nhìn. Cái này là ba chỉ bò nha. Nó cũng nhanh chứ. Oh my god. Mì. Ở đây có nước nha, là có trà sữa, trà đào này, trà tắc này kia. Ôi trời ơi, cho con trà sữa. Có nước xấu, nước mơ luôn nha. Các món mát, nước mát vẫn có. Ô, hôi, hôi. Uống nước súp. Trời ơi, ủi làm gì vậy? Mẹ mày, tôi biết ăn cây hoài. Rồi gắp cho mấy bạn. Ăn cây hoài không tốt đâu. Ôi trời ơi, lẹ 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 lẹ. Wow.
rồi. Như mấy bạn nào thấy rau không? Rau là rau ở Đà Lạt không biết là bá cháy luôn á. Rau bá cháy. Không có chê rau được. Rau hải sản. Bỏ nhiều quá là nó tràn qua đây nha bà con ơi. Khỏi ăn luôn. Bữa nay chưa sôi chưa chút. Chưa sôi đâu. Chị mấy cái này là chín chưa chưa chín nha. Cái này có luộc thôi. Nhưng mà phải bỏ đây. Bỏ vô. Mấy cái này mình bỏ vô. Ê, hay là như này đi. Mình cứ nướng qua bên này hết đi, biết không? Xong rồi tới một lát nữa mình lấy nước qua này thôi chứ không bên được bên trong tụi nó ăn không được. Có cái chú ở ngoài á. À, Linh mời mọi người ăn cùng với Linh nha. Mời cả nhà. Nó sôi rồi, ăn cái này sẽ ăn nóng. Trời ơi, cay quá. Đây là những cái hạt gia vị. Còn muốn bớt bớt vàng đi không? Tứ Xuyên, cay quá không chịu nổi. Biên không thấy ngon, Biên không thấy cay lắm. Linh nghĩ là như vậy nè, nếu như mấy bạn nào mà ăn cay không nổi thì bớt bớt cái bán gì ra. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mấy bạn có thể nói với chủ quán là bớt cay lại. Mọi người nhớ nha, lẩu âm dương là ăn bên cay xong ăn miếng bên ngọt là hết cay. À vậy hả? Đây là gọi lẩu âm dương. Dạ đúng rồi. Cái này ăn cay xong rồi ăn ngọt lại nó sẽ điều vị lại, là mình ăn lại cay được. À là có nghĩa chị nói là ăn đều với nhau luôn. Cái này trước rồi xin một bát xong mới ăn cái này. Ai mà muốn ăn cay á thì cứ ăn bình thường bên cay, còn mà ăn không được cay nhiều á thì cứ ăn bên này xong rồi lại ăn hết bên này. Rồi đến khi nào mà mình cảm giác ăn lại được cái cay thì mình lại. Tại mình thấy cay á, theo bản thân mình thì mình thấy cay nó ngon hơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ai ăn cay nhiều rồi vậy. Dạ. Mấy bạn này thì có thể ăn ngọt thôi nè. Dạ đúng rồi, ăn cái này thôi. Em kêu là sợ bỏ nhiều quá cái nó tràn ở bên này. À có hai cái ván nha. Dạ, à, một bên cay một bên đúng rồi, chị cho em một sao. Giờ mình ăn ngon miệng nha. Cái kêu. Nhưng mà nó âm dương luôn. Là hai màu thì mình gọi hai là âm dương thôi. Cái gọi cái này vẫn là tướng xuyên. Bỏ vô. Thì gọi cái tên mình nhìn vào. Đây mình gấp bên này đi, chín rồi. Dạ. Thôi. Thật biệt là âm dương nha. Ủa mà nếu mà là âm dương, thằng nào âm, nào dương vậy? Mày dương này âm. Thằng cay là dương. Vậy là đặc biệt. Thằng cay là dương. Thằng cay là dương. Đi nè. Sai sai rồi. Thôi ra hỏi chủ quán đi. Hỏi chủ quán thì tức quá. Gấp. Wow, nhìn ngon quá trời ơi. Chắc ơi mình ngưng quay mình ăn cái các bạn ơi. Mình nhìn thèm chạy nước miếng ơi. Chịu hết nổi rồi. Mày ăn thôi. Ăn đi. Bên mì giò, bên mì giò. Trời ơi. Ăn đi. Bên đưa cái nhìn thèm quá. Dạ. Rau đã chín đâu. Ăn đi. Bên này nó nấu nhanh chín lắm. Bên em đi. À, Linh mời mấy bạn dùng bữa nha. Với lại là một lát nữa Linh sẽ quay thêm cho mấy bạn một thêm cái view nữa nha. Thêm nhiều nữa đi, nhìn tất cả rồi. Vâng. Em cho mẹ nó chơi. Nhìn ngon lắm. Như hồi nãy chị nói là cái lẩu này cũng được gọi là lẩu âm dương. Thì cái cách mà ăn làm sao như thế nào để cho không cay thì anh nói cho chị, cho mấy bạn biết đi. Ăn như thế nào để không cay? Bây giờ người mà ăn cay không có được á. Thì mình ăn không bên này thôi. Còn người nào ăn hơi cay cay á thì cứ ăn cay cái xong rồi ăn cái không cay là nó sẽ hết cay. Đúng rồi, như chị nói. Cay cái âm là không cay. Ăn cay. Ăn này là chị cay. Này thuốc độc gì độc á. Ăn lại vậy đó. Ừ. Okay. Nè, ý như là có nghĩa là chị nói á, nếu như mà bạn nào mà ăn cay á mà cảm thấy cay quá đó thì là mình sẽ ăn cái cay xong mình húp thêm một cái miếng nước bên kia nữa thì nó sẽ bớt cay rất là nhanh. Ở đây dùng mì Miliket nha. Đấy, mì Miliket nha, thì thường ngày trước là ăn mì Miliket với lại lẩu thì nó sẽ rất là ngon. Rau ở đây chị làm rất là sạch. Em vừa mới lấy ra nổi ra khói.
Đâu thở ra khói em nào. Thở khói luôn. Quay qua bên kia. Các bạn ơi, mấy con chó ở đây nó béo tròn béo trục nè. Ăn bò hả chị? À con đen là tên Na nha mấy bạn. À, ngon chưa? Sao sao cảm giác sao? À, nó có vị cay bốc bốc nè, ớt bột á. Ớt bột. Hình như có sa tế nữa sao á. Sa tế ớt bột á. Ừ. Thời tiết hiện tại là rất là lạnh đó các bạn. Không ăn nữa nha. Chi nữa, bánh bao không nhỏ. Được rồi. Ok. Đây là cái gì, hải sản đó. Bánh bao. Mẹ, có nhìn chung cho chàng nữa không? Ủa chị ơi, đâu có đây mình ăn tự do hay sao? Mẹ cay. Bây giờ 59.000 một cái lẩu đúng không? Topping này thì mỗi một dĩa là tính riêng đúng không? Xong cộng thêm 17.000 cho mỗi người. Ủa vậy là tính đầu người hả? Chứ riêng cái rau là tính thêm đầu người. Ủa chứ không phải chia ra con nít hay người lớn gì. Con nít cũng tính là đúng rồi, nãy chị có hỏi là con nít với người lớn thì mình không biết người chị tính. Dạ. Là người lớn với là chị em. À người lớn với chị em. Thôi mẹ ai. Con Mỹ ra. Anh bên này nhìn dưới chân của mình đi. Bên này nó là bớt. Nhìn tao từng gì cây mà. Mấy bạn mà ăn lần đầu cái lẩu cây này nha, ăn cẩn thận nha, không sạch á. Cái này cho miếng này. Cái này là mình gọi thêm hai đĩa nữa em cả nhà ơi. Một đĩa bắp và một đĩa bò. Nó sâu gì đó. Mình mở vừa không hết dạ. Thế thấy kêu nhiều á. Ê, có cần ô nè. Chị nói là âm dương thôi chứ thật ra nó là lẩu tứ xuyên. Thì cái vị nó lạ, nếu như bạn nào mà chưa từng ăn cái lẩu tứ xuyên này á thì nói chung là cũng lạ miệng ngon. À, nếu như mà mấy bạn mà có thời gian mấy bạn ghé ủng hộ quán nha. Thì Linh sẽ kết thúc clip ở đây ha, và hẹn mấy bạn clip sau ha. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều.